Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Quý vị thân mến, các nhà tử vi chiêm tinh học cho biết trong ngày hôm nay may mắn không đến với những con giáp này. Họ là những người vô cùng xui xẻo, trong công việc luôn bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp hại lén sau lưng, họa vô đơn chí, vận đen ở đâu không biết cứ ùn ùn kéo đến bùa vây những con giáp này, khiến cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí một số người còn phải bán nhà trả nợ. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết được đó là những con giáp nào và bạn có nằm trong những con giáp đen đủi này hay không nhé. Con giáp gặp tai họa xui xẻo nhất trong ngày hôm nay là những người tuổi Mão. 1. Tuổi Mão. Trong ngày hôm nay, tiền bạc chật vật, cho người ta vay tiền như không đòi nợ được. Lúc đi vay thì miệng ngọt như kẹo, lúc đòi thì mất tích. Bạn bè cũng vậy, sống tốt với người ta ít thôi. Lúc có tiền thì đông vui, lúc khó khăn thì không thấy ai. Về phương diện tình cảm cũng có điểm không lành do ngũ hành mộc khắc kim. Tuổi này ưa tự do, không thích gò bó nên gặp khó khăn trong việc ổn định hôn nhân. Các bạn trẻ có nhiều người theo đuổi nhưng chưa xác định nên có thể bỏ lỡ mối duyên chờ định. Nhờ có chính ấn chiếu mệnh nên hôm nay tuổi Mão không gặp khó khăn trên con đường sự nghiệp. Những người đang đòi quyền lợi, muốn thăng chức thì thời gian tới sẽ có tin vui, nhưng muốn phát triển nhanh có lẽ bạn cần thêm tham vọng và linh hoạt hơn nữa. Để có được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Sau tuổi Mão, con giáp xui xẻo thứ ba mà ta nhắc đến là những người tuổi Tỵ. Sau tuổi Mão, con giáp xui xẻo thứ hai mà ta nhắc đến là những người tuổi Tỵ. 2. Tuổi Tỵ. Theo luận đoán của các chuyên gia tử vi tâm linh, nhờ được tỷ kiên chiếu mệnh, điềm báo tuổi Tỵ thời gian tới đi làm dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp đặt điều nói xấu. Sống hiền lành nên bị người ta cứ nghĩ bạn ngốc nghếch, được đà ăn hiếp. Nghiệp ai người đó gánh, bạn cứ làm tốt công việc của mình, người sống lỗi sẽ phải chịu hậu quả xứng đáng. Nhờ lục hợp nên chuyện gia đình, yêu đương của bản mệnh khá tốt, vợ chồng cảm thông, thấu hiểu cho nhau, sống thiên về tình cảm, nam nữ tuổi này biết cách chăm lo gia đình. Ngoài ra thì giỏi ăn, giỏi nói hay được người khác giúp đỡ bất ngờ. Tiền bạc hư hao do cục diện hỏa khắc kim, chi tiền ngoài tầm kiểm soát, bạn chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không chặt chẽ nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ, không có khoản phòng bị. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai. Con giáp xui xẻo thứ ba không ai khác chính là những người tuổi Ngọ. 3. Tuổi Ngọ. Hôm nay, bản mệnh có kiếp tài nên cẩn thận mất mát, trộm cắp liên quan đến công việc, cửa hàng, buôn bán. Đừng giao phó công việc cho người khác trong thời gian tới. Việc gì mà bạn tự làm được thì nên làm, kẻo kẻ gian lợi dụng sơ hở phá hoại. Tình cảm ảm đạm vì hỏa khắc kim, Ngọ chịu nhiều ấm ức tủi hờn. Có những người nếu như không rảnh là bởi vì người đó không muốn rảnh rỗi với bạn. Không phải là ai cũng bận, chỉ là họ không có thời gian cho bạn mà thôi. Tuổi này có thể tiêu tốn một khoản kha khá cho những sở thích phù phiếm của mình trong hôm nay. Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút là bạn sẽ đẩy cho tiền bạc đội nón ra đi. Hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm thực sự và đừng để chuyện này tiếp diễn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là những người tuổi Ngọ. Tuổi xui xẻo chiến miên liên tiếp trong ngày hôm nay là những người tuổi Mùi. 4. Tuổi Mùi. Những gia chủ tuổi Mùi lâm thương quan nên trong ngày này công việc không tốt, học hành cũng sa sút, dễ thôi học, nhảy việc hoặc ấm ức với công ty. Nguyên nhân một phần là do công việc sa sút, tiểu nhân bày mưu ám hại nên nhiều lúc sắp chạm tới thành công thì lại thất bại.
Nhờ thổ sinh kim nên đường tình cảm cực kỳ may mắn, gặp hung hóa cát, bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì với nhau, cứ hoan hỉ thì đời sẽ hoan hỉ lại với bạn. Người lớn tuổi khó tính thì mặc kệ, không tranh cãi thì phúc phần sẽ về với mình. Đường tài lộc trong ngày vẫn trên đà thăng tiến nên cũng được an ủi phần nào. Nhưng những người làm công ăn lương thì không được hưởng điều này. Chỉ có những ai buôn bán kinh doanh thì mới có lộc, tiền bạc thu về đầy tay. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Mùi 1955, mệnh kim, cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tuổi Đinh Mùi 1967, mệnh thủy, công việc đầy đầu nhưng vẫn phải hoan hỉ. Tuổi Kỷ Mùi 1979, mệnh hỏa, người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Tuổi Tân Mùi 1991, mệnh thổ, tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Tuổi Quý Mùi 1943 và 2013, mệnh mộc, sống có phúc thì sẽ có phần. Đó là những người tuổi Mùi, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi con giáp xui xẻo tiếp theo trong ngày hôm nay, đó là những gia chủ tuổi Hợi. Vận Lâm Thiên Quan cảnh báo Hợi đang làm chức to, quản lý thì nên cẩn thận, sai sót trong công việc. Những bạn làm công ăn lương cũng nên tránh xa kiện tụng, cãi vã với công ty cũ, cấp trên vì người thiệt thòi chính là bạn. Thương hại Lâm Vận nên tình cảm ảm đạm, có điểm chia ly, tách biệt. Có khả năng ngày hôm nay Hợi sẽ gặp phải những rắc rối trong những vấn đề gia đình và tình yêu của mình. Cố gắng đừng trút giận lên người khác khi gặp phải những vấn đề này. Đầu óc kinh doanh của Hợi sẽ giúp bạn khá nhiều trong công việc ngày hôm nay và thu về tài lộc đầy tay nhờ thủy dưỡng kim. Cứ kiếm tiền theo ý mình, đừng để ý thiên hạ xem pha, lộc ai thì người đó hưởng, sao phải bận tâm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Hợi 1995, mệnh hỏa, bạn không cần phải nhìn ánh mắt của người khác. Tuổi Đinh Hợi 1947 và 2007, mệnh thổ, tự lực cánh sinh, không nhờ được ai. Tuổi Kỷ Hợi 1959, mệnh mộc, nỗi bất hạnh sẽ đến từ các mối quan hệ xấu. Tuổi Tân Hợi 1971, mệnh kim, người dễ nóng giận, không bao giờ hạnh phúc. Tuổi Quý Hợi 1983, mệnh thủy, đôi khi cô đơn một chút cũng không tệ. Đó là những người tuổi Hợi, con giáp xui xẻo cuối cùng trong ngày hôm nay là những gia chủ tuổi Thân. 6. Tuổi Thân. Dự đoán của các nhà chiêm tinh học cho thấy, trong ngày này công việc của tuổi Thân không tốt vì lâm thương quan. Có ai đó cậy mình có chút chức quyền, muốn đuổi việc hoặc đẩy bạn đi làm những việc vốn không phải nhiệm vụ của bạn. Nghỉ ngơi không yên, ngồi không thân cũng dính đủ rắc rối và mệt mỏi. Đường tình duyên khởi sắc nhờ ngũ hành thổ sinh kim. Nếu tranh thủ được cơ hội này thì tuổi này có thể tìm được một nửa ưng ý. Bạn có không ít cơ hội gặp gỡ người thân từ xa trở về, tình cảm cực kỳ nồng ấm. Người buôn bán kinh doanh phát tài, làm ăn thuận lợi, có thể tính đầu tư thêm vào các hạng mục khác để tiền bạc tiếp tục sinh sôi nảy nở. Hôm nay là ngày tốt cho việc khai trương, nhập hàng, đi buôn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chia sẻ cảm thông với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.